Messi đã kế nhiệm Karim Benzema khi giành quả bóng vàng Ballon d'Or năm nay trong buổi lễ tại Paris do tạp chí France Football Pháp tổ chức. Siêu sao 36 tuổi đã vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappé, những người lần lượt đoạt quả bóng bạc và quả bóng đồng. Thành tích 7 bàn và 3 pha kiến tạo của Messi tại World Cup năm ngoái đã giúp anh vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau khi Argentina đánh bại Pháp ở trận chung kết. Messi nâng cao kỷ lục đoạt quả bóng vàng trong lịch sử bóng đá thế giới, vượt xa Cristiano Ronaldo 5 lần và các huyền thoại như Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten đều 3 lần đoạt giải. Tuy nhiên, chiến thắng của Messi cũng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Haaland xứng đáng hơn. Điểm tranh cãi này có nguồn gốc từ sự thay đổi gần đây của giải quả bóng vàng khi không còn dựa trên thành tích mùa giải trước. Mùa giải năm 2022 đến năm 2023 của Messi ở PSG đã đạt được thành công ở cấp câu lạc bộ, nhưng anh đã chuyển đến Inter Miami vào đầu năm nay. Trong khi đó, Erling Haaland của Na Uy ghi 52 bàn trong 53 trận cũng được coi là một ứng cử viên đáng chú ý cho giải thưởng. Man City đã giành cú ăn 3 danh hiệu lịch sử mùa trước, Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA. Mặc dù Erling Haaland duy trì phong độ cao suốt mùa giải, nhưng anh vẫn bỏ lỡ quả bóng vàng, khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về kết quả cuộc bình chọn. Nhà báo thể thao nổi tiếng người Ý Fabrizio Romano thể hiện sự luyến tiếc đối với Haaland trước một Messi vốn đã tạo nên thương hiệu quá lớn và được ưu ái bởi 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong cuộc bình chọn. Trong khi đó, tiền đạo Antonio của West Ham cho rằng việc Messi vô địch World Cup là một thành tích rất lớn, nhưng không thể bỏ qua thành tích của Man City giành cú ăn 3 và những kỷ lục mà Haaland đã phá vỡ trong màu áo Man City. Do đó, theo suất này, việc Haaland không đoạt giải quả bóng vàng là một bê bối. Một số ý kiến khác cũng đồng quan điểm với Antonio khi nhấn mạnh rằng nếu xét đến thống kê suốt mùa giải, Haaland là người chiến thắng. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều tranh luận, phần lớn dư luận vẫn dành sự ngưỡng mộ cho tài năng của Messi trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ với 819 bàn thắng và 44 danh hiệu, trở thành cầu thủ được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại.